Hôm nay ngày 22 tháng 7, bắt đầu tiêm vaccine đại trà tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu trong vòng 2 tuần, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm hết 930.000 liều. Người trẻ đã đăng ký tiêm vaccine đang hồi hộp đợi thông báo thời gian cụ thể để được tiêm vaccine phòng COVID-19. Nguyễn Thùy Hương, 25 tuổi, trú phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, cô đã đăng ký tiêm vaccine cho mình và những người thân. Cô cũng cho hay, tâm lý kén chọn vaccine không nên có trong lúc dịch bệnh đang căng thẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Nhiều người được tiêm vaccine có thể khoe những hình ảnh đó trên mạng xã hội, nhưng tôi nghĩ kèm hình ảnh đó nên là những thông điệp như cùng tuân thủ những lời khuyên của các chuyên gia y tế trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19. Cùng giữ khoảng cách 5K khi đi tiêm vaccine, tránh tụ tập đông người, bạn trẻ cho hay. Bác sĩ Đặng Văn Đạt, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàng Mỹ Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, việc phòng tránh dịch bệnh trong giai đoạn này là hết sức cần thiết và cấp bách. Vì vậy, để phòng tránh dịch hiệu quả, cần tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện đúng 5K và tiêm vaccine. Trước khi tiêm vaccine, cần lưu ý những điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe trong quá trình trước và sau khi tiêm.